Ông Zelensky cảnh báo về đòn tập kích tên lửa Nga. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga sẽ tiếp tục tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine, cảnh báo tình hình khó khăn do thiếu điện trong những tuần tới. Chúng tôi hiểu rằng đối phương đang lên kế hoạch cho những cuộc tấn công mới. Đây là sự thật, chừng nào họ còn tên lửa, những đòn tập kích như vậy sẽ không ngừng lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu đêm 27 tháng 11. Tổng thống Ukraine cảnh báo tình hình những tuần tới sẽ rất khó khăn khi đòn không kích Nga đã phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine và gây ra các đợt cắt điện nghiêm trọng nhất tại nước này kể từ đầu chiến sự. Lực lượng phòng thủ đang sẵn sàng, cả đất nước đang sẵn sàng, chúng tôi đã lên phương án cho mọi kịch bản xảy ra, Tổng thống Zelensky nói thêm. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Phát biểu được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh tuyết bắt đầu rơi ở thủ đô Kiev và nhiệt độ đang ở mức 0 độ C, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, vì mất điện, nước sạch và khí đốt sau các đợt tập kích tên lửa Nga. Giới chức thành phố nói rằng các công nhân sắp khôi phục được lưới điện, nguồn nước và hệ thống sưởi ấm, nhưng mức tiêu thụ điện năng cao khiến một số đợt cắt điện luân phiên vẫn diễn ra. Tình hình Ukraine tương đối yên bình trong ngày 27 tháng 11 khi Nga không tấn công thủ đô Kiev và các thành phố lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở tỉnh miền trung Dnipro và chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở tiền tuyến tại miền đông. Nga từ tháng 10 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh, cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moscow giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng khí tài Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev. Ukraine nhận nguồn cung khí tài bí mật Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết một số quốc gia đã cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, mặc dù công khai phủ nhận việc này. Trong cuộc phỏng vấn với báo Le Parisien của Pháp hôm 27 tháng 11, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết một số quốc gia đã cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, mặc dù không thừa nhận việc này. Trong trường hợp này, khí tài được chuyển thông qua bên thứ ba. Hầu hết các nước thứ ba công khai nói rằng họ không cung cấp bất cứ thứ gì, nhưng mọi thứ đang diễn ra ở phía sau hậu trường, ông Kuleba nói song không nêu chi tiết những quốc gia nào đang hỗ trợ bí mật Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Bình luận của Ngoại trưởng Kuleba được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo cho rằng những nước ủng hộ Ukraine, bao gồm một số quốc gia NATO, đang gặp phải tình trạng thiếu khí tài do liên tục ủng hộ Kiev. Theo một bài báo gần đây của New York Times, chỉ một số đồng minh lớn hơn trong khối NATO như Pháp, Đức, Italy và Hà Lan vẫn có khả năng duy trì, thậm chí tăng cường vận chuyển khí tài tới Ukraine. Các quốc gia nhỏ hơn đã cạn kiệt khí tài, một quan chức NATO tiết lộ, đồng thời cho biết kho dự trữ khí tài của ít nhất 20 trong số 30 quốc gia thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu gần như bằng không. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 đến nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã viện trợ an ninh hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo New York Times, các nước NATO đã chuyển giao khí tài trị giá 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, tương đương với ngân sách quân sự hàng năm của Pháp. Tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thừa nhận, hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã cạn kiệt đáng kể kho dự trữ khí tài do viện trợ cho Ukraine. Ông kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng của các nước giúp bổ sung những khí tài bị hao hụt. Một số nước phương Tây thừa nhận kho khí tài của họ bắt đầu cạn kiệt. Giới chức Đức hồi tháng 9 nói rằng khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine đã tới hạn. Litva hối thúc đồng minh hỗ trợ Ukraine mọi thứ có thể bởi nước này không còn khí tài để viện trợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần tuyên bố Washington tiếp tục viện trợ Kiev ép lâu nhất có thể, ngay cả khi kho dự trữ quân sự của Mỹ đã hao hụt đáng kể. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng tuyên bố không thay đổi chính sách của những người tiền nhiệm về việc viện trợ khí tài cho Ukraine. Anh hồi tháng 9 xác nhận là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, cung cấp khoản viện trợ trị giá 2,3 tỷ bảng Anh trong năm nay. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể. Chúng tôi sẽ duy trì hoặc tăng viện trợ quân sự vào năm tới", chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ mới cho phòng không Ukraine, ông Sunak nói. Nhiều chuyên gia dự đoán, nếu xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, các nước phương Tây sẽ không thể duy trì quy mô và tốc độ viện trợ như hiện nay. Khi đó, Mỹ và đồng minh có thể gây sức ép để Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với những nhượng bộ nhất định. Nga sử dụng UAV có trí tuệ nhân tạo để săn lùng mục tiêu giá trị cao ở Ukraine. Các lực lượng vũ trang Nga được triển khai tại Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái UAV có hệ thống trí tuệ nhân tạo AI có thể phát hiện, xác định các mục tiêu có giá trị cao, đặc biệt là các thiết bị quân sự do Mỹ và các nước đồng minh chuyển giao cho Ukraine. Trang Army Recognition Trích dẫn thông tin do công ty quốc phòng Zala Aero của Nga, một phần của tập đoàn Kalanishkov, công bố vào tháng 8 năm 2019, các công nghệ mới nhất của trí tuệ nhân tạo AI có thể phát hiện và xác định các thiết bị quân sự hiện đại đã được tích hợp vào máy bay không người lái. Trí tuệ nhân tạo là sự mô phỏng các quá trình trí tuệ của con người bằng máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính có khả năng xử lý khối lượng lớn thông tin mà con người không quản lý được. Nhiều lực lượng quân sự nước ngoài đã phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện các mục tiêu ẩn bằng hình ảnh do thám. Vấn đề lớn nhất trong việc sử dụng công nghệ này là nó đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu kỹ thuật số để tăng chất lượng thông tin. Hệ thống AI được tích hợp vào máy bay không người lái của Nga sử dụng camera module để phát hiện và xác định các đối tượng quân sự theo lớp và theo loại trong thời gian thực. Công nghệ AI còn tăng diện tích được bao phủ trong một chuyến bay lên 60 lần, đồng thời cải thiện khả năng tự chủ và sát thương của máy bay không người lái. Các dữ liệu UAV thu thập được ngay lập tức được chuyển đến cho các nhà điều hành trên mặt đất. Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, kể từ tháng 9 năm 2022, quân đội Nga bắt đầu tích cực sử dụng các máy bay không người lái của Zala Aero trong cuộc chiến ở Ukraine. Cụ thể, máy bay không người lái tự sát, cúp và lan xét của Zalaero được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine, chủ yếu để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ. Nó đã thể hiện sự thành công nhất định. Lan xét UAV được trang bị một số loại hệ thống dẫn đường hướng dẫn phối hợp với quan điện tử. Máy bay này có một kênh liên lạc truyền hình ảnh của mục tiêu, cho phép xác định mục tiêu đã bị bắn trúng. Máy bay có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 40 km, trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 12 kg. Trong khi đó, Coupe là một loại UAV được công bố vào tháng 2 năm 2019 tại IDEX, một cuộc triển lãm quốc phòng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Máy bay không người lái này được cung cấp điện bởi một động cơ duy nhất, nó có thể đạt tốc độ bay tối đa 130 km một Máy bay này có thời gian bay kéo dài 30 phút và có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 40 km. Nga giam phẳng 6 sở chỉ huy, hạ hơn 100 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá hủy 6 sở chỉ huy của quân đội Ukraine tại Kherson, Kharkov và Donetsk. 6 sở chỉ huy của đối phương đã bị phá hủy tại các khu định cư Sadovoye, Duchani và Zolotaya, Ban ở tỉnh Kherson, Zampol ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR cũng như Kislovka ở tỉnh Kharkov cùng 62 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và thiết bị quân sự ở 137 khu vực. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo về kết quả của chiến dịch quân sự tại Ukraine vào hôm 27 tháng 11. Ông Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Ukraine trong khu vực Krasny-Liman ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR. DPR và LPR, hay còn gọi chung là vùng Donbass ở miền đông Ukraine, đã tuyên bố xâm nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân, bất chấp sự phản đối của Kiev. Tại khu vực Krasny Liman, hỏa lực phủ đầu ở các khu định cư Steinmankovka và Postchanka tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã làm thất bại nỗ lực tấn công của hai đơn vị đại đội chiến thuật thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các khu định cư Kolomyanchinka và Kloschanka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, ông Konashenkov nói thêm. Theo ông Konashenkov, hơn 50 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương, ba phương tiện chiến đấu bọc thép và bốn xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy, ông Konashenkov xác nhận. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào các khu định cư Novo Selokoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại khu vực Kupiansk, hỏa lực pháo binh nhằm vào các khu vực tập trung binh sĩ của quân đội Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương nhằm vào khu định cư Novoselkove của Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Ông Konashenkov nói. Đồng thời cho biết có tới 30 quân nhân Ukraine đã không qua khỏi và hai xe bán tải bị phá hủy. Ngoài ra, phía Nga xác nhận quân đội nước này đã phá hủy bốn kho đạn khu vực Zaporizhia. Bốn kho vũ khí tên lửa và đạn đạo của lực lượng Ukraine đã bị xóa sổ trong khu định cư Razunovka thuộc vùng Zaporizhia, ông Konashenkov cho biết thêm. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố tất cả các cuộc phản công của quân đội Ukraine theo hướng Donetsk đã bị quân đội Nga đẩy lùi. Tại Donetsk, các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu Soledad, Opisnoye, novka và Moscow đã bị đẩy lùi do hỏa lực và hành động quyết liệt của quân đội Nga. Có tới 70 quân nhân Ukraine đã không qua khỏi, hai xe tăng, hai xe thiết giáp và năm xe bán tải đã bị phá hủy, ông Konashenkov cho biết. Ngoài ra, theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào quân đoàn quốc tế ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, loại bỏ 100 lính đánh thuê. Ngoài ra, 6 xe bọc thép đã bị phá hủy. Quân đoàn quốc tế thuộc quân đội Ukraine đã được thành lập từ cuối tháng 2 theo đề xuất của tổng thống Volodymyr Zelensky. Tên gọi chính thức của đơn vị này là Quân đoàn Phòng vệ lãnh thổ quốc tế Ukraine. Nga nhiều lần thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine. Moscow tuyên bố không khoan nhượng với lực lượng lính đánh thuê tại Ukraine.